Đây, trong ảnh nhìn bình thường mà bên ngoài nhìn người tráng phết. Đây, quay không? Giờ anh yên tâm về rồi nhá. Đây là về thế nào? Anh không bao giờ bị vẻ bề ngoài đánh lừa đâu. Anh phải vào tận phòng làm việc của em, trực tiếp gặp quản lý của em thì anh mới yên tâm. Thôi. Ai cho anh lên mà lên? Ai á? Anh là ai? Anh là anh trai của em cơ mà. Nhìn nhá. Không nhá. Bye bye. Anh chào chị ạ. Em chào anh. Dạ, em chào anh chị ạ. Ơ, qua lại rồi à? Chà chà, đúng là cử nhân cũng khác người thường đấy nhở. Này, đến khao mọi người đấy à? Về đây làm luôn. Chuẩn đấy, về với anh em cho vui. Dạ. Xin chào. Dạ, em chào sếp Viên ạ. Giới thiệu với mọi người, Dũng sẽ quay trở lại phòng kinh doanh làm việc với chúng ta. Mọi người đều đã thân quen cả rồi, nên không có khách sáo nữa nhá. Em rất mong các anh chị chiều cố và giúp đỡ em ạ. Chị nghe sếp Vinh nói là khóa luận của em đã chỉ ra rất nhiều những mặt hạn chế mà chiến lược marketing bọn chị đang xây dựng. Còn đang chờ em về để được hỗ trợ đấy chứ. Dạ, em không dám đâu ạ. Dũng có mong muốn hay yêu cầu gì không? Dạ không ạ. Sếp có việc gì thì sếp cứ giao cho em ạ. Vậy cậu xuống kho, mang kiện hàng mẫu máy lọc không khí lên đây. Chiều khách hàng muốn xem. Mọi người làm việc đi. Chị ơi. Còn gì nữa? Dạ. Kho ở đâu ạ? Xuống dưới, rẽ trái. Dạ, em cảm ơn ạ. Em đi luôn đấy ạ. Anh ngu. Em đã bảo đừng vào đây rồi cơ mà. Chị bảo ngó nghiêng một tí. Bộ anh phết nhờ. Mọi người đang làm việc, anh không vào được đâu. Đi về. Một tí thôi. Anh làm sao đấy? Sao anh cứ coi em như là trẻ con lần đầu đi học mẫu giáo thế? Anh đi về đi. Bây giờ em còn phải làm việc. Ai giả, ra vành ra vẻ. Bây giờ lớn rồi, không cần sự quan tâm của tôi nữa đúng không? Đi về. Quá. Đi về. Không đi nữa. Tại sao cậu chưa đi? Dạ, bây giờ em đi luôn đấy ạ. Đi. Đi. Ê, ôi. Chào chị sếp, tôi là anh trai của Thường Dũng. Đây là khu vực công ty, không phận sự miễn vào. Sao cô cho người lạ vào đây? Dạ chị ơi. Lỗi là do tôi, không phải do chị ấy. Tôi xin lỗi. Em xin lỗi chị ạ. Em xin lỗi ạ. Sếp em ạ, xinh nhưng mà chưa chồng đúng không? Em xin lỗi chị ạ, em xin phép làm việc ạ. Làm sao mà em biết được? Chắc chắn luôn. Chị cũng đừng quá khắt khe với thằng Bảo. Nó lên đây chơi, những cái đám thằng Dũng, thằng Hùng cũng bận đi làm suốt đấy mà. Nó ở đây chán rồi, nó khác tự về thôi. Chú không phải nói đỡ cho nó. Chú không biết tính nó cho nên chú mới nói thế thôi ạ. Chứ còn tôi này, tôi đẻ ra nó, tôi biết từng chân tơ kẽ tóc của nó. Trên đầu nó có bao nhiêu sợi tóc, trong óc nó đang nói dối điều gì là tôi biết hết. Ở quê tôi quản chặt như thế mà xỉnh trong cái nó đã gây chuyện rồi. Huống hồ thả nó lên thành phố lớn thế này, bao nhiêu thói chơi bời hư hỏng bày sẵn ra như thế. Làm gì nó chả lao vào như con thiêu thân ý. Mà cái thằng Hùng á. Dạ. Thế sao bằng tuổi nó mà thằng này nó tu trí làm ăn, nó ngoan ngoãn tử tế như thế. Cái thằng Bảo nhà tôi không biết đến bao giờ nó mới chấm dứt được cái thói chơi bời hư hỏng lông bông cơ chứ. Cô ơi, trường hợp của cháu là bị chín ép. Chứ nếu mà cháu Sung đúng lứa tuổi thì cháu cũng vô tri không khác gì thằng Bảo. Cháu không phải bênh nó. Bảo đẹp trai về rồi đấy. Cô bạn chưa bày ra. Nó tỉnh lại cái quả buổi sáng nay vừa mới được phỏng vấn đấy. Ừ, chuẩn rồi. Không biết có thân quen gì với sếp Vinh không mà được lên sóng. Rời lại chẳng. Nhưng mà kiểu thân quen này ấy, nhiều khi mệt lắm. Lợi lộc thì luôn luôn gắn trách nhiệm đúng không? Việc ở kia thì vẫn phải làm. Cứ như anh em mình ấy, làm đúng việc thế chẳng phải nhàn hơn. Ừ, đúng không? Chuẩn. Dạ, em xin lỗi chị ạ. Mới đi làm mà cậu đã nhận ship hàng mỏi tay rồi nhở?
em nhận hộ thôi ạ. Hộ ai? Các anh chị trên phòng đang bận nên em nhận hộ ạ. Còn cậu thì rảnh quá à? Dạ không ạ. Em vẫn đang hoàn thành việc chị giao ạ. Em làm việc tiếp đi ạ. Em chào chị ạ. Đúng rồi. Em hỏi họ xem những cái phần linh kiện thay thế bằng loại của Nhật như họ yêu cầu thì giá thành như thế nào. Nếu mà cao hơn ý, thì có phương án nào khác thay thế không? Phải đưa ra các phương án chuẩn bị sẵn đi chứ. Đến lúc ngồi vào bàn đàm phán họ hỏi mới bắt đầu kiểm tra thông tin thì làm việc cái kiểu gì? Là anh ta à? Chị quen bạn trai của chị Hân à? Không quen. Chỉ là tình cờ chị thấy anh ta đang trong một mối quan hệ mập mờ với cô gái khác. Da trắng, chân dài hơn nhiều. Oh my god, chị có nhìn thấy thật không? Thật. Chị còn chụp cả ảnh mà. Đây này. Đâu, xem nào. Ôi, xong. Ui sao? Nào, ông trả dậy rồi. Ra. Đứa đây. Trả đây. Đây. Anh kia. Mong đi. Ra. Có chuyện gì đây? Sao anh lừa rồi Hân?